Xin trân chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách làm sổ passport, hay nói tắt là làm passport. Một loại khác là passport card, giống như cái bằng lái xe để bỏ túi. Passport card chỉ có giá trị lái xe qua biên giới Canada và Mexico mà thôi. Còn sổ passport sử dụng rộng rãi, có thể đi khắp nơi trên thế giới. Có hai loại đơn chính xin passport là đơn DS-11 và đơn DS-82 có sẵn ở các bưu điện địa phương. Bạn có thể đến đó đem form về để điền. Tôi sẽ trình bày lần lượt từng loại đơn sau đây để các bạn có thể đến lấy đúng đơn bạn cần. Đây là form DS-82 dành cho các bạn nào đã từng có passport, bây giờ muốn renew thì các bạn sẽ xài cái form DS-82 này. Form này có giá trị cho các bạn đã từng có passport và các cháu trên 16 tuổi đã từng có passport thì các cháu có thể xài cái form này. Các bạn lưu ý là cái form này có cái màu hơi tím lợt và ở góc bên tay trái đi có chữ DS-82 và các bạn lưu ý cái ngày xuất bản. Ở đây ngày xuất bản là tháng 3 năm 2020, là cái form mới nhất các bạn sẽ xài để nộp đơn xin gia hạn, xin cái passport mới sau khi cái passport mình đã hết hạn. Kèm theo đơn là passport, sổ passport hay passport card đã hết hạn hay còn hạn, một tấm hình 2x2 inch trong vòng 6 tháng trở lại chụp, một cái check hay money order là 130 đô cho cái passport và 30 đô cho cái passport card, hay là 160 đô cho nếu các bạn nộp đơn cho cả hai. Và cái thứ tư nếu có là nếu bạn đổi tên thì bạn có giấy tờ của tòa án đổi tên. Để sử dụng cái form này, bạn phải trả lời yes cho 6 điều kiện trong cái form. Nếu bạn trả lời một no, một trong 6 cái điều kiện đó thì cái form này không phải là cái form của bạn. Bạn sẽ phải sử dụng cái form DS-11 để điền cái đơn xin cái sổ passport mới. Bạn sẽ gửi kèm thêm một cái check hay một cái money order hay một cái cashier check trả cho US Department of State. Ở đây tôi ví dụ như bạn gửi cho làm cái sổ passport là cái số tiền là 130 đô, tùy theo cái số tiền bạn gửi. Nếu bạn xin một cái hoặc là xin thêm cái passport card thì cái số tiền sẽ khác nhau. Hình chụp thì bạn sẽ chụp một tấm hình có kích thước là 2x2 inch hay là 51x51 mm, đằng sau lưng là một cái phông màu trắng. Bạn có thể sử dụng cell phone hay là cái máy chụp hình ở nhà chụp hình bằng cái phông ở đằng sau lưng màu trắng, sau đó bạn đem đến các cái chỗ ngoài rửa như Walmart hay Walgreens hay CVS bạn rửa cũng được. Phong đề điền sẵn, nếu bạn nộp đơn xin passport thì bạn đánh dấu chữ X ở bên phía trái, để bạn nộp đơn xin passport card chữ X xuống giữa, hoặc là hai là dấu X cuối cùng. Phần thứ nhất là tên là họ, thì các bạn đề họ bác bạn vô, mỗi một chữ là một cái khung. Phần thứ hai là tên, các bạn đề tên vô, ở trên đây là sinh. Nếu bạn có cái chữ lót thì bạn đề như ở đây là Văn, V-A-N. Rồi ngày sinh tháng đẻ, nếu bạn là đàn ông thì đánh M, nếu bạn bà đánh chữ F. Nơi sinh Việt Nam, Sài Gòn thì các bạn viết Sài Gòn trước, cách một khoảng, một ô và viết Việt Nam. Số ăn sinh xã hội, email nếu bạn có, số điện thoại, địa chỉ email để cho cái thẻ passport này về.
Nếu bạn xài địa chỉ ở nhà thì đây là nơi bạn để địa chỉ vô. Nếu địa chỉ bạn là PO Box thì bạn đề địa chỉ PO Box đây. Thành phố ở đây ví dụ là Boston, tiểu bang là MA, số zip code là 02125 USA. Sau đó là cái tin tức về cái passport của bạn. Bạn điền giống y chang như cái thứ tự mà của passport của bạn. Rồi địa chỉ, rồi số passport của bạn. Trang 2 của form, bạn ghi lại họ, gạch phẩy, rồi tên, rồi chữ lót, rồi đến ngày sinh, chiều cao của bạn, màu mắt của bạn, tóc của bạn, bạn đang làm gì và bạn làm ở đâu. Sau đó là địa chỉ của các bạn. Trong trường hợp khẩn cấp thì liên lạc ai. Cái tiện lợi của cái form DS82 này là bạn sau khi bạn đã tập trung các cái giấy tờ, hình ảnh và tiền bạc thì các bạn có thể gửi đi bằng hệ thống bưu chính. Nếu như các bạn ở 5 tiểu bang Cali, Florida, Illinois, New York hay là Texas thì các bạn gửi về địa chỉ ở thành phố Irvin, Texas. Nếu các bạn sống ở các tiểu bang ngoài cái 5 tiểu bang này thì các bạn gửi về cái địa chỉ National Passport Processing Center, PO Box 90155 Philadelphia, PA 19190-0155. Nếu các bạn cần gấp cái passport để có thể đi du lịch thì các bạn gửi về cái địa chỉ khác ở cái PO Box là 90955. Các bạn nên nhớ nếu các bạn sử dụng cái địa chỉ này thì các bạn phải kèm theo cái lệ phí khẩn cấp. Cho khẩn cấp là 60 đô. Và nếu mà các bạn muốn gửi về cho 2 ngày tới thì kèm theo 17 đồng mấy chục sen đó. Đây là cái bảng lệ phí mà các bạn sẽ gửi theo. Tùy theo bạn gửi về nhanh hay chậm và gửi về mấy form thì số tiền nó sẽ trên này. Đây là cái form DS11 Application for a US Passport. Form này được sử dụng nếu như các bạn không thể nào điền được cái đơn để renewal vì một lý do nào đó, hoặc là cho các cháu dưới 16 tuổi, các cháu cũng phải điền cái đơn này, hoặc là cho những người mới xin cái passport đầu tiên. Các bạn chú ý ở phía góc trái có chữ DS11 và cái thời gian là xuất bản là tháng 12 năm 2020. Đây là cái form mới nhất mà các bạn có thể sử dụng để nộp đơn. Form này phải được đem đến các văn phòng bưu điện hay các nơi mà có cái công tra với lại Bộ Ngoại giao để họ nhận, chứ không có gửi mail được. Một số giấy tờ kèm theo cho cái đơn DS11 này. Đây là cái form các bạn phải đến các văn phòng mà làm passport cho bạn, cho nên các bạn lưu ý về cái lệ phí mà cái chart trước đây đã nói đó, thì các bạn coi đó, họ có thể họ chặt thêm cái lệ phí họ thu đơn nữa, cho nên ngoài cái lệ phí bình thường còn họ còn có thể tính cái lệ phí chặt cho họ nhận đơn của mình. Và đồng thời bạn cũng không quên là bạn mang theo tấm hình 2x2 inch. Nếu các bạn xin ở Mỹ thì ở trên cái bảng chặt đó các bạn coi các bạn cần thì những đem những cái thứ gì nếu các bạn xin tại Mỹ. Đặc biệt là nếu mà bạn xin ở Mỹ thì cái giấy khai sinh phải có hội đủ những cái điều kiện mà trên cái bảng cho thấy, nếu không thì họ sẽ không nhận cái đơn.
cho các bạn sinh ra ở ngoài nước Mỹ, đặc biệt là đa số những người lớn đi theo diện bảo lãnh hay là đi theo vượt biên, thì cái giấy chính là giấy quốc tịch Mỹ, Certificate of Citizenship hay Certificate of Naturalization. Còn ngoài ra các bạn, nếu các bạn sinh ở Mỹ mà các bạn có cha mẹ là quốc tịch Mỹ, hay là các bạn có cha mẹ vô quốc tịch Mỹ, thì trên cái bảng các bạn sẽ thấy cần những cái gì cần thiết. Đây là cái mẫu form điền sẵn, các bạn có thể check là bạn xin sổ passport bên phía tay trái, hoặc là xin cái passport card ở chính giữa cái box, hoặc là các bạn xin hai thứ. Các bạn sẽ điền đơn, họ, tên, địa chỉ, tin tức của bạn trong cái phần có màu cam, màu vàng là này thôi, còn phần màu trắng là để cho nhân viên người họ đài liền. Trang 2 của form DS-11 này thì chi tiết hơn. Đầu tiên là tên họ của bạn, đang đề họ trước, phẩy, cách một khoảng là tên và chữ lót, ngày sinh tháng đẻ, nơi sinh, vân vân. Và sẽ hỏi bạn có gia đình hay chưa, tên của người chồng là tên gì và địa chỉ của bạn. Các bạn lưu ý là chỉ điền ở trong cái phần có màu vàng lợt này thôi, không có điền ở phần phía dưới. Cái phần phía dưới là cho những người nhân viên chức trách họ điền. Thì sau khi bắt các bạn lập xong, các bạn đến các văn phòng như là bưu điện hay những văn phòng có contra với lại bộ ngoại giao, các bạn nộp đơn, nhưng vì lý do tình trạng hiện tại bây giờ họ có thể là họ không có nhận đơn khi mình bước vô bưu điện, họ sẽ bắt mình phải làm hẹn. Cho nên các bạn lưu ý là các bạn nhìn cái địa chỉ online, các bạn mở cái internet ra, các bạn đánh vô cái địa chỉ nó trên cái hoặc là Explorer, hoặc là Chrome, hay là Microsoft Edge. Thì ý đây là Microsoft Edge, các bạn ghi cái địa chỉ đó trên cái khung này và các bạn hit enter hay là search, thì nó sẽ ra một số cái địa chỉ ở trong cái vùng lân cận của bạn. Bạn sẽ điền cái zip code, sau đó bạn sẽ kiếm ra được những cái địa chỉ gần nhà bạn để bạn coi thử cái chỗ nào có thể làm hẹn, hoặc có thể đi thẳng vô không cần làm hẹn. Nếu không thì các bạn sẽ tới, họ sẽ không tiếp các bạn. Ở đây tôi đánh một cái ví dụ như là tôi đánh số zip code là 77096, thì sẽ hiện ra một cái list có mười mấy cái văn phòng họ nhận đơn. Tôi click thử vô một cái văn phòng thì sẽ cho thấy là cái văn phòng này họ không có nhận đơn mà mình phải làm hẹn rồi họ mới đến gặp mình được. Cho nên các bạn cẩn thận lưu ý điều đó. Các bạn nếu mà các bạn search cái chỗ này không có thì các bạn search cái chỗ kia trong cái list này. Nếu không thì các bạn đi đến văn phòng đó thì sẽ uổng phí thời gian vì bởi vì họ không có nhận.
Đây là form DS-64. Trong trường hợp các bạn không kiếm ra được cái passport, cái passport bị thất lạc hay bị mất, thì các bạn phải điền cái form DS-64 này kèm thêm cái DS-11 là cái application cho US passport để xin cái passport mới. Thì khi xin cái passport mới thì các bạn phải làm hai cái form, form DS-64 cho chính phủ biết là bạn đã bị mất cái passport, và cái form nộp đơn DS-11 để nộp đơn xin cái passport, cũng giống như là các bạn đã mới bắt đầu xin cái passport vậy. Các bạn nhớ là phải nộp hai cái đơn chung một lượt. Và các bạn lưu ý ở bên góc bên trái có chữ là DS-64. Và cái form này hiện tại bây giờ là tháng 7 năm 2018, cái form này chúng ta vẫn còn xài được. Nếu như các bạn không kiếm ra được cái form này ở các trong phòng bưu điện thì các bạn có thể, đây là cái địa chỉ, các bạn đánh vô cái internet browser của các bạn để các bạn kiếm cái form mà các bạn cần. Khi các bạn vô được cái địa chỉ kiếm cái form thì nó có hai cách chọn lựa, hoặc là các bạn tự điền, các bạn click vô cái chỗ đời là form filler, các bạn sẽ điền vô, sau đó các bạn in ra, hoặc là các bạn download cái DBF file, các bạn có thể làm được. Thì bạn in ra rồi các bạn điền bằng tay. Trong trường hợp các bạn không thể mở được cái form DBF bởi vì cái chương trình Adobe họ ngăn chặn lại, thì các bạn có thể sửa lại bằng cách bắt cần vô góc trái ở cuối cùng chỗ Store, các bạn đi kiếm cái chương trình Adobe Acrobat DC, các bạn mở ra. Ở phía trên các bạn sẽ vô Edit, các bạn tự Edit, các bạn đi xuống phía cuối cùng chỗ Preferences, các bạn click chỗ đó sẽ mở ra một cái list, các bạn sẽ chọn Security Enhance, các bạn click vô đó sẽ mở ra một cái khung bên tay phải, sẽ có hai cái box đó check, các bạn sẽ lấy hai cái check box ở trong cái check cái box đó ra, các bạn phải lấy theo thứ tự. Đây là cái check box bên phía trái là Enable Protected Mode at startup, và cái check thứ hai là run in app container. Bởi vì hai cái box này có cái check cho nên các bạn sẽ lấy ra, các bạn nên nhớ là lấy cái bên phải trước rồi click yes để đóng cái đó lại, rồi các bạn lấy cái bên trái. Nếu các bạn lấy cái bên trái trước các bạn không lấy được cái bên phải, các bạn chú ý điều đó. Bây giờ chúng ta lấy cái bên phải trước. Các bạn nhấn vô sẽ hiện ra ở phía dưới cái chương trình hỏi mình có muốn bỏ cái này hay không, thì mình click vô chữ yes. Sau đó các bạn quay lại phía bên trên, các bạn dùng con chuột nhấn vô chữ đó để lấy cái check đó ra. Rồi cũng sẽ hỏi các bạn muốn không, thì mình sẽ đánh chữ yes vô. Sau đó ở phía dưới sẽ có chữ ok, các bạn nhấn vô ok và đóng cái chương trình này lại. Và các bạn có thể download được DBF sau đó.
cái form đặc biệt mà tôi muốn nói đây là cái form DS64. Nếu các bạn bị mất cái passport hay là bị thất lạc cái passport thì đây là cái form để cho mình điền vô. Các bạn có thể check mất cái gì, mất cái sổ passport hay mất cái passport card, mất hay là bị ăn cắp, thì các bạn đánh dấu vô. Phần thứ nhất nói về tin tức của bạn, phần thứ hai nói về lý do vì sao bạn bị mất, mất ở đâu, mất khi nào, và phần cuối cùng là bạn ký tên và định đi ngày. Form này phải đi kèm với cái form DS11 và các bạn phải đến các văn phòng nhận đơn để mà nộp đơn. Nếu các bạn phải đi đến các văn phòng thì xin các bạn không quên là đem theo cái ID hoặc là cái bằng lái xe của các bạn để cho họ có cái coi cái ID trước khi họ nhận cái đơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn thích, các bạn share cho các bạn khác cùng coi và không quên đăng ký subscribe cho Hương Việt USA. Thân chào các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn.